Liên quan đến thông tin những ngày vừa qua, Hải quân Mỹ đã điều tàu khu trục USS John S. McCain tới Trường Sa tuần tra để khẳng định quyền tự do và các quyền hàng hải khu vực quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc nói đã theo dõi tàu Mỹ từ đầu và tiến hành cảnh báo xua đuổi. Cụ thể, ông Điền Quân Lý Tian Junli, người phát ngôn chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc, cho biết các lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc đã theo dõi tàu khu trục Mỹ trong cả quá trình và cảnh báo xua đuổi họ. Vị này còn ngang ngược nói rằng hành động của Mỹ gây hại cho cái gọi là chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Thậm chí, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc còn giật dòng tích, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA xua đuổi tàu chiến Mỹ xâm phạm tại Biển Đông. Đáp trả lại, Hải quân Mỹ khẳng định không có chuyện tàu chiến của họ bị Trung Quốc xua đuổi ở gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và Trung Quốc chỉ đang nỗ lực khẳng định yêu sách phi pháp, quá đáng ở Biển Đông. Người phát ngôn hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ, ông Joe Kelly đã nhấn mạnh rằng tuyên bố của Trung Quốc về sứ mệnh này là sai. Tàu khu trục USS John S. McCain không bị xua đuổi khỏi lãnh thổ của bất kỳ nước nào. Ông Kelly nói tuyên bố xua đuổi tàu USS John S. McCain trên nằm trong một chuỗi dài những hành động của Trung Quốc nhằm xuyên tạc các hoạt động hàng hải của Mỹ và khẳng định những yêu sách hàng hải phi pháp quá đáng của họ ở Biển Đông. Những năm qua, Trung Quốc đã xây dựng phi pháp các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, phớt lờ luật pháp quốc tế và sự phản đối của các nước. Bắc Kinh còn xây dựng đường băng, các công trình khác cùng nhiều hoạt động quân sự hóa những thực thể này. Người phát ngôn hạm đội 7 nói rằng hoạt động của tàu USS John S. McCain gần quần đảo Trường Sa phản ánh cam kết của Hải quân Mỹ nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và việc sử dụng hợp pháp vùng biển khu vực, xem đây là nguyên tắc. Không chỉ tung tin xua đuổi tàu khu trục của Mỹ, cùng thời gian này, Trung Quốc vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm củng cố lực lượng, gia tăng khí tài hiện diện trên các vùng biển, đặc biệt là Biển Đông. Cụ thể, quốc gia vừa tiếp tục đưa tàu đổ bộ tấn công thứ hai thuộc lớp Tiếp 075 thử nghiệm lần đầu tiên trên biển, trong khi chiếc đầu tiên vẫn chưa vào biên chế. Theo đó, tàu chiến đồ sộ với bom dành cho trực thăng và tấn công đổ bộ được các tàu kéo lai dắt ra khỏi xưởng đóng tàu ở thành phố Thượng Hải hôm 22 tháng 12. Vào tháng 4, tàu này từng xảy ra vụ hỏa hoạn khi còn trên ụ nổi ở giai đoạn sắp hoàn tất. Tuy nhiên, thiệt hại không nghiêm trọng và được hạ thủy vài tuần sau đó. Chiếc đầu tiên thuộc lớp Tiếp 075 gần đây đã thử nghiệm trên biển tại Biển Đông sau khi được hạ thủy 8 tháng trước chiếc thứ hai. Giới chuyên gia Trung Quốc được Hoàn cầu Thời báo trích dẫn nói rằng các tàu đổ bộ Tiếp 075 sẽ đáp ứng các nhu cầu chiến thuật và chiến lược khẩn cấp của Trung Quốc. Tàu Tiếp 075 là một trong những tàu đổ bộ lớn nhất thế giới, có độ choáng nước 40.000 tấn, dài khoảng 250m và có thể chở tới 30 trực thăng các loại. Giới quan sát cảnh báo tàu Tiếp 075 mang lại cho Trung Quốc thêm nhiều năng lực thực hiện hoạt động đổ bộ tấn công nhắm vào Đài Loan hoặc các đảo đá tại Biển Đông trong trường hợp xảy ra chiến sự. Lại nói về mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, dường như hai quốc gia này vẫn có những xung đột chưa thể hóa giải, đặc biệt từ phía Trung Quốc vẫn luôn có những động thái nhắm thẳng vào phía Đài Loan. Hôm 21 tháng 12, Hải quân Trung Quốc cho biết một nhóm do tàu sân bay mới nhất nước này là Sơn Đông dẫn đầu đã đi qua eo biển Đài Loan để tới Biển Đông diễn tập. Hải quân Trung Quốc nói rằng tàu sân bay Sơn Đông được hộ tống bởi 4 tàu chiến khác đã thuận lợi đi qua eo biển Đài Loan từ ngày 20 tháng 12 hướng tới Biển Đông để tập trận. Nhận được thông tin, phía Đài Loan đã cử 6 tàu chiến và 8 máy bay đến canh gác và giám sát các hoạt động của tàu Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đưa tàu sân bay qua eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, hoạt động lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ nước này và không loại trừ khả năng có thể dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo nếu cần thiết. Nhóm tàu do Sơn Đông dẫn đầu đã đi qua eo biển Đài Loan chỉ một ngày sau khi tàu khu trục dẫn đường Mỹ USS Mustin đi qua khu vực này. Quân đội Trung Quốc cho biết họ đã điều động lực lượng để bám đuôi tàu Mỹ. Sơn Đông là tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc và được đưa vào hoạt động gần một năm trước. Hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc đã và đang nỗ lực triển khai các hoạt động của tàu sân bay, nhưng ít có kinh nghiệm so với Mỹ. Nước đã vận hành các nhóm tác chiến tàu sân bay cùng nhiều tàu khác trong nhiều thập kỷ qua. Chưa dừng lại ở đó, các chuyên gia phân tích quân sự còn cho biết có một ụ khô tàu đang được xây dựng tại khu liên hợp hải quân của Trung Quốc trên đảo Hải Nam ở Biển Đông, đủ lớn để tiếp nhận thế hệ tàu sân bay mới của nước này. Các hình ảnh vệ tinh trong tháng 12 năm 2020 đăng trên trang web Earth Explorer cho thấy ụ khô này được xây dựng tại căn cứ hải quân Yulin ở Tam Á, Sơn Đông, nơi phát triển tàu sân bay trong nước đầu tiên của Trung Quốc và đã đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2020. Ụ khô này chỉ cách khu vực mà tàu tấn công đổ bộ Tiếp 075 và một số tàu chiến nhỏ xuất hiện gần đây khoảng 2,5 km.
Hai nguồn tin quân sự cho biết trên tờ South China Morning Post của Hồng Kông cho rằng ủ khô tàu này được xây dựng để sửa chữa các tàu sân bay tiếp 002 mới. Một nguồn tin thân cận với Hải quân Trung Quốc trả lời với điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề rằng trong tương lai rất có thể ít nhất một trong số các tàu sân bay tiếp 002 sẽ đóng ở Biển Đông, nơi có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc. Cũng theo nhân vật này cho biết, tất cả các tàu sân bay cần được bảo trì trong thời gian hơn nửa năm, vì vậy cần xây một ủ khô tàu trước khi hạ thủy tàu sân bay mới. Theo Lu Lixi, một cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng cho biết, kích thước của ủ khô tàu cho thấy nó có thể chứa nhiều tàu chiến có kích cỡ lớn hơn cả tàu Sơn Đông, 70.000 tấn. Theo ông Lu, ủ tàu đủ lớn cho các tàu rộng tới 75m và dài 420m, tương đương kích thước của tàu sân bay tiếp 002. Dựa trên các số liệu do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cung cấp trước đó, CSIS trước đó cho biết các khâu lắp ráp cuối cùng của tàu sân bay tiếp 002, chiếc thứ 3 và thứ 2 được phát triển trong nước ở Trung Quốc, đã bắt đầu từ mùa hè. Dựa trên hình ảnh vệ tinh, nhóm nghiên cứu ước tính lượng giãn nước, trọng lượng của phần thể tích nước mà tàu chiếm chỗ của tàu sân bay tiếp 002 là từ 80.000 đến 85.000 tấn. Mặc dù quy mô của ủ khô tàu mới là rất lớn, chuyên gia hải quân Li Ji tại Bắc Kinh cho biết ủ tàu sẽ không thể đáp ứng tất cả các nhu cầu bảo dưỡng của tàu sân bay. Với nhu cầu sửa chữa phức tạp hơn và kiểm tra toàn diện, những con tàu lớn phải trở lại xưởng đóng tàu mà chúng được đóng. Một nguồn tin hải quân thứ hai cho biết tàu sân bay tiếp 002 dự kiến sẽ hạ thủy vào nửa đầu năm sau. Trung Quốc có kế hoạch đóng hai tàu sân bay tiếp 002, nhưng chiếc thứ hai dự kiến bắt đầu vào năm 2018 đã bị trì hoãn vì lý do kỹ thuật. Sau tất cả, có thể thấy Trung Quốc đang chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho một mưu đồ binh lực lớn hơn ở Biển Đông. Cụ thể, ở khu vực phía Bắc Biển Đông, chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc đang hướng đến xây dựng lực lượng tấn công phối hợp gồm nhóm tác chiến tàu sân bay với tàu Sơn Đông, tàu đổ bộ tấn công tiếp 075, tàu vận tải đổ bộ Côn Lôn Sơn thuộc dòng tiếp 071. Trước đó, vào hồi tháng 3, Mỹ có cuộc tập trận phối hợp gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, nhóm tác chiến viễn chinh của tàu đổ bộ tấn công USS America và cả tàu vận tải đổ bộ thuộc lớp San Antonio. Vì thế, khi so sánh thì có thể thấy lực lượng tàu chiến trên của Trung Quốc khá giống với mô hình hạm đội tấn công của Mỹ. Trung Quốc cũng đã hoàn thiện triển khai hạ tầng cần thiết và thường xuyên điều động máy bay chiến đấu đến đồn trú ở các đảo thực thể mà nước này chiếm đóng và quân sự hóa trái phép ở Biển Đông. Cụ thể, tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và Ba Bãi Đá, Chữ Thập, Vành Khang và Subi thuộc quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đều triển khai các loại tên lửa đối không và tên lửa chống hạm. Bắc Kinh cũng thường xuyên điều động các loại máy bay tiêm kích J-10 và J-11, máy bay trinh sát hải quân KQ-200, oanh tạc cơ chiến lược H-6. Liên quan các loại máy bay này, vào hồi cuối tháng 7, tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng ngày cho hay, nước này vừa triển khai chiến đấu cơ H-6G và H-6G tập trận ở khu vực Biển Đông. Đây là các phiên bản của dòng anh tạc cơ H-6. Tháng 8 năm 2020, Trung Quốc đã bất ngờ tập trận bắn thử tên lửa DF-21 và tên lửa Đông Phong 26 DF-26 ra Biển Đông. Bên cạnh khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền, cả hai đều là tên lửa đạn đạo có khả năng chống tàu chiến, nên được mệnh danh là sát thủ diệt hạm. Động thái này được giới chuyên gia đánh giá là nhằm gửi đi thông điệp rằng Bắc Kinh âm mưu dùng sát thủ diệt hạm kiểm soát Biển Đông. Bên cạnh đó, cả DF-21 và DF-26 đều có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Chính vì thế, khi điều động dòng anh tạc cơ H-6 có thể khai hỏa DF-21, thì đồng nghĩa với việc Trung Quốc dường như nuôi cả tham vọng xây dựng sức mạnh tấn công hạt nhân ở Biển Đông. Điều này có thể chủ đích hướng đến Mỹ, nhưng đồng thời cũng khiến tình hình Biển Đông thêm phức tạp.